tại Barcelona. Cứ mỗi khi có một tài năng nào đó nở rộ ở hàng tiền đạo, dù là chuyển đến từ các đội bóng khác hay gia nhập từ chính lò La Masia, ngay lập tức tài năng đó sẽ được nhắc đến với cái mác Messi mới hay thần đồng mới. Tuy nhiên, rất ít trong số đó đạt được kỳ vọng của người hâm mộ, thậm chí đã chết chìm trong chính cái danh xưng của mình. Ở thời điểm hiện tại, ở Barcelona cũng đã tìm ra được một thần đồng như thế. Một thần đồng đã ăn tập ở lò La Masia từ khi 10 tuổi, khá giống với trường hợp của Messi. Tuy nhiên, không giống với cầu thủ người Argentina, thay vì đội quân cho đội bóng quê cha là Guinea-Bissau hay đội tuyển Bồ Đào Nha như đa số cầu thủ có gốc gác thuộc địa Bồ Đào Nha khác, Ansu Fati lại quyết định lựa chọn Tây Ban Nha làm bến đỗ cho sự nghiệp quốc tế của mình. Nói cách khác, ở đội hình của Barcelona thời điểm hiện tại, chúng ta có một cầu thủ được xem là tương lai của cả Barca lẫn Tây Ban Nha. Chắc chắn, với việc phê mang một trọng trách của một số 10 mới, một Messi mới, một niềm hy vọng mới của bóng đá Tây Ban Nha, cầu thủ gốc Guinea-Bissau sẽ phải hứng chịu tâm lý rất nặng nề. Tuy nhiên, những gì mà Ansu Fati đã và đang thể hiện ở mùa này cho thấy, anh không hề bị cuốn vào những áp lực đã và đang đè nặng trên vai mình. Thậm chí ngược lại, chính nhờ những thử thách về mặt tâm lý đó mà cầu thủ người Tây Ban Nha càng ngày càng trưởng thành hơn trên con đường trở thành một tương lai bóng đá trong mọi đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Vì sao Ansu Fati có giá phá vỡ hợp đồng 1 tỷ euro? Với một cầu thủ ăn tập ở La Masia từ năm 10 tuổi đã đang mang trên mình màu áo đỏ của Tây Ban Nha, chắc chắn Ansu Fati là cái tên rất được các câu lạc bộ châu Âu săn đón. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi Barca lại ra quyết định đưa ra một cái giá trên trời với một tiền đạo trẻ đang chuẩn bị bước vào tuổi 19 vào cuối tháng 10 năm nay. Trong quá khứ cũng như hiện tại, Barcelona đã rất nhiều lần để lọt những cầu thủ được xem là tương lai của đội bóng vào tay các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu hoặc các đội bóng tầm trung ở giải quốc nội. Có lẽ vì vậy mà ở giai đoạn hiện tại, giai đoạn của chủ tịch Juan Laporta nắm quyền, Barcelona đã tìm mọi cách để giữ chân Ansu Fati, một tài năng có thể đem đến rất nhiều thứ trong tương lai. Barca đang dần cho thấy sự phục hồi trong công tác đào tạo trẻ của mình những năm gần đây. Nếu Ansu Fati có thể tỏa sáng trong mùa áo Barca, đồng thời không chuyển đến bất cứ một đội bóng nào khác ngoài biên giới Tây Ban Nha, chắc chắn Barca cũng như đội tuyển Tây Ban Nha sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Bởi lẽ, bên cạnh việc giữ chân thành công một thần đồng mới, họ có thể biến Ansu Fati trở thành hình mẫu tương lai của cả đội tuyển. Một La Roja đa văn hóa, đa sắc tộc hơn, điều khá giống với những câu lạc bộ châu Âu hiện nay như Đức, Pháp hay Anh. Tuy nhiên, việc Barcelona kiên quyết giữ chân Ansu Fati có thể khiến cầu thủ người Tây Ban Nha gặp phải một vấn đề. Đó là việc anh khó có thể đa dạng hóa cách chơi của mình khi đã quá quen với hệ thống chiến thuật của Barca. Một điều có thể khiến Ansu Fati gặp khó khi huấn luyện viên hiện tại của anh ở đội tuyển Luis Enrique đang nhận cho thấy ông không muốn đi theo lối tư duy chiến thuật thiên về kiểm soát bóng ngắn như trước kia, mà thay vào đó là lối chơi có phần thực dụng hơn và mang dáng dấp của một đội bóng Premier League hơn. Những đặc điểm chiến thuật của Ansu Fati. Trong một bài viết trên 442 vào năm 2019, tạp chí này đã nêu ra những điểm mạnh vượt trội của tiền đạo người Tây Ban Nha. Đó là khổ hình cao lớn, một nguồn thể lực dồi dào và tốc độ thượng thừa ở hàng lang cánh. Nhưng trên hết, đó là khả năng đi bóng cực kỳ khéo léo, thứ đã khiến các hậu vệ đối phương gần như không thể lấy bóng trong chân Ansu Fati. Ansu Fati có sở hữu nhãn quan chiến thuật cũng như khả năng điều khiển lối chơi từ khu vực giữa sân. Tuy nhiên, cũng như mọi cầu thủ trẻ khác, Ansu Fati cũng có những điểm yếu nhất định, như việc anh ít khi chuyền bóng cho đồng đội của mình hoặc anh quá kỹ lưỡng trong những pha xử lý bóng, khiến cho đội nhà thường xuyên bị chậm nhịp tấn công và dễ bị mất bóng trong những pha phản công nhanh. Chính vì những điểm mạnh kể trên mà Ansu Fati thường được sử dụng như một tiền đạo trái. Khi đó, anh có thể tận dụng tốc độ của mình để đột phá vào những điểm trọng yếu trong vòng cấm đối phương. Khi đó, Fati sẽ là người cầm bóng và tạo khoảng trống cho các đồng đội của mình ập vào từ hai khu vực cánh. Ngoài ra, anh còn tạo được cơ hội cho các đồng đội ở khu vực trung lộ bằng một đường tạt bóng cực kỳ chính xác. Là một cầu thủ rất tỉ mỉ trong những pha đi bóng. Vì vậy, thay vì thể hiện sự lắc léo, tiền đạo cánh của Barcelona đã sử dụng nhiều hơn những pha bóng trực diện và dồn tốc độ. Một điều khá giống với Messi ở thời mới lên đội một Barca. Một điểm mạnh khác của cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha đó chính là khả năng phối hợp tốt với các cầu thủ ở khu vực trung lộ. Nhờ đó mà Ansu Fati có thể giúp các đồng đội của anh thoát khỏi những pha pressing. Những câu lạc bộ nào đang để mắt Ansu Fati? Trước khi gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2027, Ansu Fati từng được rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu để mắt đến. Trong đó,
nổi bật là ba cái tên PSG, Liverpool và Manchester United. Thêm một nguồn tin từ Sport Illustrated, hồi tháng 9 năm nay, thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn còn đang nóng bỏng, Jurgen Klopp đã rất nhiều lần liên hệ với Barcelona về trường hợp Ansu Fati. Tuy nhiên, với việc Messi đã rời khỏi Camp Nou, Barca đã quyết định từ chối lời đề nghị này. Còn theo nguồn tin từ blog We All Follow United, một blog chuyên về chuyển nhượng của Man United, ở thời điểm Ansu Fati vẫn còn phân vân với việc đi hay ở lại Barca, Man United cũng đã liên hệ với tiền đạo người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cũng giống như Liverpool, họ chỉ nhận lại một lời từ chối lạnh lùng. Cũng trong danh sách theo đuổi Ansu Fati, đó là PSG. Theo trang tin Defensa Central của Tây Ban Nha, PSG đã nhiều lần liên hệ với Barca về trường hợp đưa Ansu Fati về nước Pháp. Tuy nhiên, do những hiềm khích về chuyển nhượng trong quá khứ, cùng với đó là việc Barcelona không muốn mất một tài năng vốn được xem là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha vào tay một câu lạc bộ ngoại quốc, nên họ đã quyết giữ chân Ansu Fati bằng mọi giá. Messi mới hay còn nhiều hơn thế. Như đã nêu ra ở phần đầu video cũng như những video trước đây, Ansu Fati đã và đang là niềm hy vọng của bóng đá Tây Ban Nha, một nền bóng đá đang dần cho thấy sự đổi mới về mặt lối chơi cũng như thành phần cầu thủ, qua đó hướng đến một Tây Ban Nha mới mẻ hơn, đa sắc màu và nhiều cá tính hơn, đặc biệt là ở khu vực tấn công, với Adama Traore hay Ansu Fati sẽ làm hạt nhân mới trong cách chơi này. Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi liệu Ansu Fati có thể trở thành một Messi mới hay không, chúng ta vẫn còn phải chờ đợi rất lâu, nhất là khi ở thời điểm này Ansu Fati vẫn chưa có nhiều cơ hội được ra sân. Sau trận thắng chật vật trước Dynamo Kiev, huấn luyện viên của anh Ronald Koeman cũng đã khẳng định rằng Ansu Fati dù rất tài năng vẫn khó có thể trở thành một Messi, ít ra là ở thời điểm hiện tại. Ở trận đấu ngày hôm nay, Ansu Fati đã cho thấy cậu ấy vẫn còn thiếu một vài điều và vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn. Điều này là chuyện bình thường, nên nhớ cậu ấy mới chuẩn bị bước vào tuổi 19 vào cuối tháng 10 này. Vì vậy, chúng ta không thể trông đợi việc cậu ấy sẽ giải đáp mọi vấn đề của chúng ta như việc cậu ấy sẽ đảm nhận trọng trách của Messi thành công. Thực sự, điều đó nằm ngoài khả năng của Ansu Fati. Có thể thấy, Koeman dù rất lạc quan với màn trình diễn của Ansu Fati sau trận đấu gặp Dynamo Kiev, ông vẫn đủ tỉnh táo để thấy rằng Fati vẫn chưa thể là một Messi mới, hay chỉ ít là một người kế tục thành công chiếc áo số 10. Tuy nhiên, với những gì mà Ansu Fati đã thể hiện, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng Tây Ban Nha cũng như Barcelona đã tìm ra được một cái tên tiềm năng cho vị trí chủ công của mình trong tương lai. Và có lẽ qua video lần này, chúng ta đã hiểu vì sao Ansu Fati đã được Barcelona trói chân lên đến 1 tỷ euro, đồng thời cũng thấy được trọng trách cũng như những thách thức đang chờ đợi tài năng trẻ, được xem là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha